Xin chào các bạn. Trong clip trước thì mình giới thiệu về cách điều khiển motor Bluetooth bằng bộ điều khiển của xe đạp điện. Còn trong clip này thì mình giới thiệu về bộ điều khiển motor Bluetooth từ 7 đến 12V dùng để điều khiển các motor Bluetooth loại nhỏ. Mạch này thì khá nhỏ gọn, chỉ khoảng bằng bao diêm. Đây là chỗ để bạn gắn ba dây của động cơ. Chân ngoài cùng là chân com. Có một số loại motor Bluetooth thì có dây này, còn đa số motor Bluetooth có 3 dây thì bạn chỉ cần gắn vào ba chân bên cạnh là được. Nắp mình sẽ thử cho các bạn xem. Hai chân này là chân cấp nguồn, điện áp sử dụng là từ 7 cho đến 12V, chân bên trái là dương, chân bên phải là âm, còn đây là nút chiết áp để điều chỉnh tốc độ. Còn đây là chiếc dăm, nó có chức năng là để đảo chiều quay của động cơ. Nếu các bạn muốn đảo chiều quay của động cơ thì bạn chỉ cần rút chiếc dăm này ra và cắm nó sang bên kia, như mình đang làm như thế này là được. Còn đây là chiếc bóng đèn LED báo nguồn. Ở đây thì mình có một chiếc động cơ của ổ cứng. Động cơ ổ cứng cũng là một dạng motor Bluetooth. Chiếc động cơ này có 3 dây. Bạn sẽ nối 3 dây động cơ này vào 3 chân của mạch điều khiển. Ở đây thì mình đã lối sẵn một chiếc motor Bluetooth vào mạch rồi. Ba chân của cuộn dây nối với ba chân của mạch điều khiển. Giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Mình cấp nguồn cho mạch. Mình sẽ đánh dấu để cho các bạn dễ quan sát. Và giờ thì mình sẽ điều chỉnh chiết áp. Bạn quan sát động cơ. Động cơ đã quay, bạn có thể điều chỉnh tốc độ của động cơ bằng cách xoay chiết áp. Giờ mình sẽ chuyển sang một chiếc motor Bluetooth khác. Bạn chỉ cần tháo ba chân của động cơ ra và lắp vào như mình đang làm.
bạn quan sát động cơ. Nó đã quay. Với chiếc mạch này thì bạn có thể ứng dụng làm rất nhiều việc khác nhau, như có thể tạo ra một chiếc quạt dùng motor Bluetooth hay là một chiếc máy mài mini, thì trong clip sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.